Chào mừng các bạn quay lại với channel Graphic Channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng một cái dàn không gian ở trong phần mềm 3ds Max. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Phiên bản 3ds Max mình sử dụng là 3ds Max 2014. Nhưng ở các phiên bản thấp hơn thì các bạn cũng có thể sử dụng cách này. Đây là một cách dựng hình đơn giản và cơ bản. Đây là các bạn có thể làm theo mình cũng được, không có vấn đề gì hết. Đây là một cái nhỏ của mình thôi. Ok, chờ một chút. Ok, bây giờ thì mình sẽ dựng một cái dàn không gian cho các bạn. Các bạn vẽ một tấm lên. Mình tắt vô lưới. Mình sẽ dựng dàn không gian có kích thước là 15 mét nhân 15 mét. Rồi một cái mắt dàn của mình sẽ có kích thước là 500 nhân 500. Thì ở đây 15 mét thì mình sẽ chia ra 15 mét chia cho 500 có tổng cộng 30 segment, thì mình sẽ tăng cái lượng segment lên đây là 10. Rồi nhấn F4 để mình thấy được thể lượng. Ok, rồi bây giờ thì các bạn click chuột phải chuyển qua Edit Table Poly, chọn Vertex và các bạn nhấn Ctrl A chọn hết tất cả những cái vertex trên cái tấm plane này, sổ thành lại Modify và xuống chọn FD4111 sổ thành lại xuống và chọn Ctrl 4. Đây, ví dụ như mình sẽ quét bốn góc này, mình mô nó xuống như là nó một cái dàn dàn liên kết mặt đất ví dụ. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục nhập cho nó một lệnh là lệnh shape để cho nó có độ dày. Ví dụ ở đây mình cho nó dày khoảng 500. Bạn bây giờ có độ dày rồi, các bạn chọn cái đối tượng, click chuột phải, convert to edit table path nhé các bạn. Ok, các bạn nhìn thấy ở đây nó có những cái thành, những cái vector đó, những cái đường thành nói lại nó tích ở đây và các đường mét như thế này. Ok, rồi các bạn chọn nhập cho nó thêm một hình lệnh vertex lattice. Đây. Rồi. Đây. Dần dần ở đây đang dần hình thành rồi. Đây. Bây giờ các bạn chỉ hiệu chỉnh ở đây. Cái radius này tức là độ to của từng cái thanh này. Độ to của từng cái thanh này. Ví dụ như ở đây là mình nhập chỉ cần 25. Rồi. Bạn thấy nó nhỏ xuống này. Lượng segment này thì thường là các bạn hay để một cái segment này ví dụ tăng lên để các bạn thấy. Đây là những cái xếp mình ở thành ngang là độ không quan trọng, các bạn phải chọn một để cho nó nhẹ hơn. Cái size này là lượng xếp mình của cây dọc, ví dụ thường thường mình hay để khoảng 7 hoặc 8 để cho cái cây này có vẻ nó hơi lồng tròn một chút. Rồi bạn lăn, bạn kéo cái thanh này xuống ở phía dưới. Đây. Bây giờ thì phần của từng cái mắt dàn, radius là độ to của cái mắt này. Ví dụ như thường thì mình cái này mình thì để 100 125 thôi. Rồi. Lượng xác mình đây thì tùy thuộc vào để rồi bạn điều chỉnh cái này từ hai cái tầm tháp 10 cho cái này nó hơi tròn tròn nhiều mất nhẹ to cho cái này 100. Rồi thì các bạn nên đi cái bốn cái dòng này mình chỉnh chế độ shape và tắt bóng đổ thì cho nó
đây là kích thước bạn tùy chỉnh đó. Cái này thì tùy vào cái ý đồ của bạn. Đây tôi phát dựng tại vì nếu khi các bạn dựng theo phương pháp này thì cái file của bạn sẽ rất là nhẹ, vì nó được gom lại thành một cái hệ thống, một đối tượng. Chứ còn nếu các bạn vẽ từ mặt nhà và dùng lại array array ra thì nó sẽ rất là nặng. Đây là cách này sẽ giúp các bạn giảm thiểu cái file bằng nhẹ xuống, vì trong bản vẽ của các bạn có cả nhà cửa hay là những cái công trình lân cận khác. Có thể các bạn sử dụng cách này để dựng những cái dàn dàn phức tạp ở địa phương. Đây là một cái cách dựng cơ bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo của mình. Có thắc mắc gì các bạn comment bên dưới, gửi tin nhắn về Facebook cá nhân mình.